Trở lại chương trình tin tức của Hoa Kỳ. Nghe rồi chúng ta tức, tức rồi cũng chẳng làm được gì cả. Tiếp tục muốn đi cài mỗi ngày. Ông James Comer tuyên bố Joe Biden đã nhận được 40.000 đô la tiền của Trung Cộng dưới dạng trả nợ. Ông Joe Biden đã nhận được 40.000 đô la tiền của công ty CEFC. Và đây là cái check được trả cho ông Joe Biden bởi anh trai của ông Joe Biden. 40.000 đô nữa. Thì bây giờ nó mới nhìn được câu chuyện là tại sao về cái góc độ này đó. Chúng ta thấy rằng là họ đã trả tiền mặt 2,7 triệu cho căn nhà ở Delaware. Đây là cái check của 2017 trên màn hình của chúng ta. Ông Joe Biden đã nhận được 40.000 đô la tiền từ một công ty năng lượng của Trung Quốc, được rửa vào 2017 từ tài khoản của anh trai ông, đó là James Biden, và chị dâu là Sarah Biden. Một lần nữa với hình thức cái check cá nhân được ghi nhận là trả nợ, loan repayment. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã tiết lộ hôm thứ Tư trong một bản ghi nhớ, một cái hồ sơ ngân hàng được công bố, đã tiết lộ trường hợp thứ hai Joe Biden đích thân nhận một tấm check cá nhân đáng ngờ từ anh trai của ông là James, người có liên quan đến dự án kinh doanh ở nước ngoài của gia đình Biden. Ông Joe Biden đã phủ nhận mọi liên quan đến dự án kinh doanh của gia đình Biden ít nhất là 9 lần. Cái phát hiện này biện minh cho những lo ngại của đảng Cộng Hòa rằng hoạt động kinh doanh của Biden làm tổn hại đến Joe Biden, và nó tạo ra thêm cái uy tín cho cuộc điều tra luận tội của Biden. Con đường tìm kiếm 40.000 đô la đã bắt đầu ngày 30 tháng 7 của 2017 khi Hunter Biden đã yêu cầu ông Raymond Chao, một cộng sự của công ty năng lượng của Trung Cộng CEFC, thanh toán 10 triệu đô la. CEFC quan hệ chặt chẽ với đảng Cộng sản Trung Cộng. Gia đình của Biden đã bắt đầu mối quan hệ hợp tác với công ty này khi ông Joe Biden là phó tổng thống của nước Mỹ. Ủy ban cho biết trong quá trình rửa tiền gồm có 6 bước. Ngày 30 tháng 7 của 2017, Hunter Biden đã gây áp lực lên ông Chao về khoản thanh toán 10 triệu đô la bằng cách sử dụng ảnh hưởng của ông Joe Biden. Người đang ngồi trong phòng treo ảnh chụp màn hình tin nhắn WhatsApp app với người tố giác sự thuế vào tháng 6. Ngày 8 tháng 8 của 2017, các tài khoản ngân hàng tiết lộ Hunter Biden và Joe Biden đã nhận được khoản thanh toán 5 triệu đô la từ ông Chao trong vòng 10 ngày khi tin nhắn sử dụng cái khoảng cách gần với Joe Biden như một đòn bẩy. North International Capital là một công ty Trung Cộng liên kết với CEFC đã gửi 5 triệu đô la cho Hudson West 3, một cái liên danh do Hunter Biden và cộng viên CEFC Golden Dawn thành lập. Ngày 8 tháng 8 của 2017, cùng ngày là 400.000 đô la đã chuyển đến Awasco PC từ Hudson West 3, một thực thể khác do con trai là ông tổng thống, con trai của ông tổng thống kiểm soát, con trai của phó tổng thống thời điểm đó. Ngày 14 tháng 8 của 2017, Hunter Biden sau đó chuyển 150.000 đô la cho Lionheart Group, một tổ chức thuộc sở hữu của anh trai Joe Biden là James Biden và vợ là Sarah Biden. Ngày 18 tháng 8 của 2017, Sarah Biden đã rút 50.000 tiền mặt từ Lionheart Group. Cùng ngày, Sarah Biden đã gửi 50.000 vào tài khoản cá nhân chung với ông James Biden. Ngày 3 tháng 9 của 2017, Sarah Biden viết cho Joe Biden một tấm check trị giá 40.000 đô la để trả nợ, một phương pháp mà đảng Cộng Hòa sử dụng nghi ngờ là sự rửa tiền. Ông Comer nói trong một tuyên bố là kế hoạch tống tiền đã thành công. Mọi chuyện đã bắt đầu từ vụ bê bối như mùa hè của 2017 khi Hunter Biden gửi tin nhắn cho cộng sự yêu cầu thanh toán cho vốn 10 triệu đô la. Ông Comer là một cựu thành viên của Hội đồng Quản trị Ngân hàng cho biết. Ông nói rằng khi nhận được tiền từ một công ty có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Cộng để thúc đẩy lợi ích của Trung Cộng, thì ông Joe Biden đã phơi bày khi bản thân trước nguy cơ bị tống tiền trong tương lai và đặt lợi ích nước Mỹ đằng sau cái ham muốn kiếm tiền của chính mình. Cái tiết lộ này được ra sau khi ông Comer đã tố cáo rằng và tiết lộ rằng ông Biden đã nhận tấm check từ 200.000 đô la của ông James Biden vào 2017, cũng được coi là một khoản vay. Ông Comer tin rằng khoản thanh toán 200.000 đô la đáng nghi ngờ về cái số tiền này đã chảy qua một tổ chức đang gặp khó khăn. AmeriCorps đã cho James Biden vay tổng cộng 600.000 đô la và James Biden, Nhà Trắng đã khẳng định tấm check này không phải là mối quan hệ kinh doanh từ trước. James Biden
khẳng định số tiền là khoản trả tiền cho Joe Biden đã vay. Ông Joe Biden làm gì có tiền nhiều mà để cho vay? À, đương nhiên ông là chính trị gia thì phải có tiền nhiều rồi. Giống như khoản thanh toán cho Joe Biden từ quỹ AmeriCorps, chắc chắn khoản thanh toán của James Biden và Sarah đã sử dụng tiền từ Trung Cộng. Thật sự là một khoản trả nợ cho ông Joe. Cô mà nói ngay cả thì tính chắc 400.000 đô la là khoản trả nợ cho James Biden, nó vẫn cho thấy ông Biden đang hưởng lợi như thế nào từ danh nghĩa của ông ta, từ số tiền của Trung Cộng, không hơn không kém. Sự phát hiện ra khoản thanh toán mà Joe Biden nhận là kết quả của hàng triệu đô la mà gần như ông James Biden là anh trai của ông đã sử dụng cái họ Biden để làm ăn với Trung Cộng. Màn ảnh chúng ta là cái check rất là rõ ràng 40.000 đô la. Và đó là chương trình của Tin Tức Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.